Dạ vâng, Thắng Hoàng xin gửi lời mến chào đến tất cả các bác. Hôm nay buổi tối hôm qua thì hàng bên cửa hàng Thắng Hoàng mới vừa về thêm một lô, đấy là lô loa CAF cá heo nha các bác nhá. Đây là bản cá heo cao cấp nha các bác nhá. Đấy thì về hình thức ngoại hình thì những dòng loa này rất là đẹp, và cũng hôm nay thì cũng lên sóng test cho khách một bộ luôn, bao gồm cả đẩy CAF này các bác nhá. Thì không những cái dòng CF này nó có loa, nó còn có những cái dòng đẩy rất là VIP luôn các bác. Thì những chiếc đẩy này là đều là sử dụng sò sắt. Và ở đây em sẽ có hai model đẩy cho các bác. Model trước nữa là mã TA. TA 18, TA 16 này nó hai phiên bản, bao gồm là 12 sò và 16 sò. Thì đây nó có phiên bản cao cấp hơn hẳn nữa. Thì cái bản cao cấp này thì nó có tích hợp cho các bác, đấy là màn hình hiển thị luôn nhiệt độ và chế độ sử dụng ở chiếc đáy này. Đấy, và mã này nó cũng có hai mã luôn, mã 16 sò và mã 12 sò. 12 sò sắt, 16 sò than. Và một mã 16 sò sắt, 16 sò than và mã 12 sò sắt và 4 sò than. Đấy, các bác có thể nhìn thấy về ngoại hình, ngoại thất của chiếc đẩy này thì phải nói là quá đẹp luôn. Cái này thì vừa mới bóc máy ra thôi chứ cũng chưa có vệ sinh gì cả đâu các bác nhá. Đó thì nó đang còn khá là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Và đây là combo mà em ghép sẵn cho anh khách một bộ một đôi CAF và một chiếc đẩy CAF 16 này. Cái này là phiên bản 12 sò các bác nhá. Nghe nhạc một chút để cho các bác có thể là cảm nhận được về cái chất lượng của con đẩy này. Đấy. Lên dàn là quá là đẹp luôn phải không ạ? Loa và đẩy xuất âm ra loa. Loa của CAF và đẩy của CAF là quá tuyệt vời luôn. Nó đồng combo thì các bác nghe âm thanh rất là sắc nét. Chép lên cao rất là sáng và rất là mịn tiếng nha mọi người ơi, nghe rất là phê luôn. Mở nhỏ một chút mình nghe nó sẽ rất là êm dịu luôn nha các bác nhá. Khi mà mình karaoke thì mình dùng lớn, còn khi mà nghe nhạc dịu êm thì mình mở vừa tầm, mình nghe cảm giác nó mềm mại rất là sướng. Gân vải tấm dầu rất là đẹp, chép selection. Cái tem em cứ để nguyên đây anh. Đây là bộ xử lý âm thanh của chiếc loa này, phân tần. Đấy, tụ C-cap. Nó là dòng tụ bọc nhôm rất là cao cấp và những cuộn dập xung dày đặc, nó căn chỉnh, nó cắt các cái tần số của chiếc loa này. Nó làm cho chiếc loa nó có chất âm chi tiết hơn. Nó có hệ thống diode chống xung ngược, nó bảo vệ loa. Gần như là các bác nghe những đôi loa này không rất chi là khó mà bị chết tép hoặc chết bát. Hầu như em mua lô loa CF, bao nhiêu lô về em bán hàng, chưa một đôi loa nào chết tép, chưa một đôi loa nào chết bát cả các bác nhá. Đến hiện tại là chưa một đôi nào chết, em khẳng định với các bác luôn. Đấy. Còn nó có chết, anh em dùng có chết hay không thì em cũng chưa thấy sự phản hồi. Nhưng mà thực sự ra mua hàng rất nhiều, CF bán chưa có đôi loa nào bị chết tép chết bát cả. Đấy, về chất lượng âm thanh thì các bác nghe, em chắc chắn giảng thu trên điện thoại thôi, nhưng mà chất lượng âm thanh cũng rất là tốt để cho các bác cảm nhận rồi. Nếu như mọi người có nhu cầu tham khảo thêm về thiết bị
và nhận báo giá. Thì cái này thì để em kiểm tra, em lau chùi vệ sinh, làm sạch sẽ rồi em sẽ báo giá vào video sau. Nếu như mọi người mà thích ưng về cái sản phẩm này thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp cho Thắng Hoàng để nhận báo giá luôn, cũng như là để mình đặt hàng nha mọi người nhá. Để các bác có nhu cầu ghép bộ karaoke thì các bác cứ liên hệ với em luôn qua số điện thoại 0969 800 985. Để những cái bộ karaoke như thế này, một vang, một mic, một đẩy, một đuôi loa như thế này thì cũng chưa có đến 20 triệu đâu. Nó nôm na chắc khoảng tầm 17-18 triệu, nó dao động tầm đấy. Linh 1 2 4 5 6 7. Đêm bao lá vàng đổ từ tình cũ. Nó đang nhiễu tín hiệu, nó lột sột đấy các bác. Cái dây nó dài quá, nó nằm dưới đất đấy. Đấy, thì nếu như mọi người có nhu cầu thì liên hệ cho Thắng Hoàng nha. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của Thắng Hoàng. Và xin chào mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp.